Đẹp trời như vậy, một đội chữ xinh đẹp như vậy xuất hiện ở một nơi hữu tình như vậy mà không có một bóng thành viên nào ở đây như vậy. Ai vậy? Ai thổi còi vậy? Mình đội trưởng mình chưa thổi còi mà đứa nào thổi còi vậy? Ủa đứa nào mới thổi còi vậy? Đứa nào mới thổi còi? À. Em đội trưởng. Tôi đội trưởng, tôi chưa thổi còi, tôi đang chơi mà làm gì thổi còi? Tôi mới là đội trưởng. Gì vậy bà? Tất cả hôm nay phải nghe lời chị. Đúng. Để tôi nhắc cho nhớ nha. Ở tuần trước á là bạn Lê Lộc là bạn không có bình chọn cho ai sẽ làm đội trưởng. Để tôi nói lên. Nghe. Tôi đã quyết định tôi là người không. Tài năng nhất thì tôi phải là người đội Lộc trưởng. Lộc có bình chọn nhưng Lộc đá lồng nhèo với cô. Thiệu để tôi phân tích. Tôi phân tích loại trừ trong đây chỉ có thể một là Bezo, hai là Cát Tường làm đội trưởng thôi. Đúng. Sao? Lý do? Không có lý do gì mà tự nhiên Lê Lộc mà lại chọn cho mấy người này, có quen biết gì đâu. Nhưng mà Lê Lộc có chơi với gì đâu. Một game với em là thấy là em thích em rồi. Lê Lộc là đội của tôi. Ừ. Đương nhiên phải không? Nè em nói chị nghe. Lê Lộc tuần trước chơi dở quá cho nên cắt luôn cái quyền chọn đội trưởng. Kỳ Minh Tuấn nhắn tin cho chị là em mất con chó trong sở thú. Nên là đi kiếm giùm. Ủa nó mất ở trong sở thú đầu tiên luôn á hả? Ừ. Tìm con chó chứ không phải là khách mời. Đâu đó đó, nhiều khi khách mời bắt con chó của Kỳ Minh Tuấn sao? Nếu mà trong quá trình mà đi tìm khách mời mà mình thấy được con chó Kỳ Minh Tuấn thì mình cũng gọi cho Kỳ Minh Tuấn. Mà nếu trong quá trình mình đi tìm con chó mà mình thấy ai khả nghi giống khách mời mình cũng bắt khách mời lại. Rồi đi. Okay.